Nha Trang 79 thân kính chào quý cô bác anh chị và các bạn. Bây giờ là 5 giờ rưỡi chiều ngày 15 tháng 11 năm 2024. Thì hiện tại em đang đi trên đường 2 tháng 4 khu vực phía bắc thành phố Nha Trang. Chiều hôm nay là mát mát trời, em đi dạo một vòng để mà quay cái cảnh chiều chiều mát cho mọi người xem. Thì 5 giờ rưỡi chiều tức là giờ cao điểm mọi người, giờ cao điểm tất cả học sinh, sinh viên, rồi người lao động, rồi cán bộ công nhân viên chức họ đi làm về, cho nên là đường xá mọi người thấy rất là đông luôn nha. Đó, mọi người thấy không? Tại vì giờ cao điểm, thường thường giờ cao điểm ở Nha Trang là vào lúc sáng tầm 7 giờ, 7 giờ sáng thì mọi người đều đi làm, thì đường phố, đường xá này rất là đông đúc. Và buổi chiều thì tầm 5 giờ rưỡi chiều, 6 giờ người về cao điểm thì mọi người đi làm về. Đó, thì nó đông ở chắc đó, nó không như ở Sài Gòn, Hà Nội thì nó đông liên tục ngày đêm luôn. Thì ở Nha Trang thì nó đông vào hai buổi đó thôi mọi người. Em đi trên con đường 2 tháng 4 khu vực phía bắc thành phố Nha Trang. Thì ngày hôm qua là ngày 14 tháng 1 năm 2024, thì em có đọc một bài báo mọi người, cũng rất là bất ngờ. Bài báo đăng ở trên báo Công an Nhân dân, thì thân của Sư Minh Tuệ mọi người đã đưa cái lá đơn mà chính Sư Minh Tuệ viết tay gửi đến cơ quan chức năng. Một cái lá đơn mà ba chữ ký thì mình thấy rất là cũng ngạc nhiên, cũng hơi lạ. Thông thường những cái lá đơn thì thường chỉ có một chữ ký, nhưng mà đây là ba chữ ký, em mình cũng thấy thôi là lạ lùng. Thì đại khái là cái lá đơn được cho là của Sư Minh Tuệ gửi đến cơ quan chức năng. Trong cái lá đơn, đại khái là trong cái lá đơn của Sư Minh Tuệ viết là Sư Minh Tuệ không muốn người dân tụ tập mà đông người, ảnh hưởng đến trật tự an ninh, ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Và Sư Minh Tuệ gửi đến cơ quan chức năng xử lý nếu những người dân dùng hình ảnh của Sư Minh Tuệ đăng lên mạng xã hội mà chưa được phép của Sư Minh Tuệ, thì nhờ cơ quan chức năng xử lý. Đó, thì xử lý như thế nào thì mình cũng không biết, nhưng mà theo mình nghĩ, nếu mà xử lý, một là phạt hành chính, hai là nặng hơn thì cho vào tù. Đó, thì đó là theo mình nghĩ như vậy. Thì mình đọc qua cái bức thư đại khái của Sư Minh Tuệ là cái nội dung mà Bảo Khánh cũng vừa nói cho mọi người biết đó. Thì mình nhận định, thì mình suy nghĩ, nếu mà cái bức thư như Sư Minh Tuệ viết như vậy thì nó trái ngược lại với là giáo lý của Đức Phật, trái ngược với những gì mà người tu sĩ tu hành, đặc biệt như là một bậc chân tu, là sư Minh Tuệ là một bậc chân tu mà lại có một cái lá đơn, viết một cái lá đơn như vậy thì nó đi ngược lại với cái giáo lý của Đức Phật, đi ngược lại với sự tu hành của những tu sĩ. Và đồng thời, nếu như cái bức thư đó mà chính tay Sư Minh Tuệ viết thì nó cũng rất là mâu thuẫn với những gì mà Sư Minh Tuệ trước đây đã từng chia sẻ rất nhiều trên những YouTube, chia sẻ rất nhiều trên những video. Nó mâu thuẫn những cái lời nói của Sư Minh Tuệ trước đây. Nếu mà nói là Sư Minh Tuệ viết cái lá đơn đó, đó thì bây giờ Bảo Khánh nói là cái lá đơn đó thì Bảo Khánh có thấy là một cái gì đó nó không được bình thường mọi người ạ. Nó không có đúng lắm với những bậc tu hành, những bậc chân tu như Sư Minh Tuệ, nó không có đúng. Thì Bảo Khánh sẽ nói cái không có đúng cho mọi người biết. Thì mọi người nghe coi thử là cho nó có hợp lý hay không. Cái bức thư của Sư Minh Tuệ được cho là viết tay của Sư Minh Tuệ gửi đến cơ quan chức năng á, nó không đúng với giáo lý của Đức Phật theo Bảo Khánh hiểu nha. Đạo Phật là gì? Đạo Phật là sự giác ngộ, sự từ bi, hỷ xả và buông bỏ tham sân si. Đó là đạo Phật. Giáo lý của đạo Phật là như vậy mọi người ạ. Mà nếu mà
Sư Minh Tuệ viết cái lá thư đó thì nó đi ngược lại với cái giáo lý của Đức Phật dạy mọi người đó, sự sẻ mọi người đông quá mọi người ơi. Nếu mà Sư Minh Tuệ thật sự viết cái bức thư đó thì mình cảm thấy nó không có đúng mọi người ạ, nó không có đúng, nó đi lại, nó đi ngược lại với giáo lý của Đức Phật, nó đi ngược lại với những gì mà những tu sĩ tu tập theo giáo lý của Đức Phật mọi người. Thường thường á là những bậc tu hành là người ta gieo duyên mà, người ta gieo duyên rồi người ta tạo phước để mà mong muốn mong cầu đi đến sự giác ngộ giải thoát. Những bậc tu hành thường là làm cho mọi người đều an vui hạnh phúc, không có muốn làm cho mọi người khổ đau buồn đâu mọi người. Nếu mà theo trong bức thư của Sư Minh Tuệ viết như vậy là nó đi ngược lại hoàn toàn với giáo lý của Đức Phật, đi ngược lại với những bậc chân tu, những tu sĩ học theo Đức Phật mọi người. Bảo Khánh đang đi trên con đường đi trên cây cầu Sóc Bóng nha mọi người. Cái lá đơn đó là nó nói lên là sự nổi sân của Sư Minh Tuệ rồi. Bởi vì Sư Minh Tuệ lại đề nghị cơ quan chức năng xử lý những người nào mà đem hình ảnh của Sư Minh Tuệ khi mà chưa được cho phép của Sư Minh Tuệ thì nhờ cơ quan xử lý xử lý. Thì như vậy hóa ra là Sư Minh Tuệ nổi sân mọi người, mà tu là phải bỏ tham sân si, đó là mấy cái cơ bản nhất, bỏ tham sân si. Nếu mà Sư Minh Tuệ viết cái lá đơn đó như vậy là Sư Minh Tuệ không có bỏ được tham sân si. Như Bà Khánh mới nãy là Bà Khánh mới nói đó, là người tu hành là người ta gieo duyên, người ta hóa duyên, người ta làm cho mọi người an vui, hạnh phúc đó. Mà nếu như mà Sư Minh Tuệ đề nghị cơ quan chức năng xử lý những người nào mà sử dụng hình ảnh của sư đó, thì như vậy là làm cho mọi người khổ đau rồi, khổ đau rồi, nó không có đúng với tôn chỉ của Đức Phật dạy, nó không đúng với tôn chỉ của Đức Phật dạy mọi người ạ. Thật sự là Bà Khánh đọc cái lá đơn của Sư Minh Tuệ viết tay, được cho là Sư Minh Tuệ viết tay đó, thì Bà Khánh cũng rất là ngạc nhiên. Bà Khánh đặt một cái dấu chấm hỏi đó, đặt cái dấu chấm hỏi có hay không là Sư Minh Tuệ viết cái lá đơn đó. Rồi Bà Khánh sẽ trình bày thêm là cái lá đơn đó là nó đi nó không có logic, mà nó không có logic những gì mà Sư Minh Tuệ đã từng nói trước đây trên YouTube, trên video mọi người ạ. Nó mâu thuẫn những lời của Sư Minh Tuệ đã nói mọi người ạ. Nó mâu thuẫn ở chỗ nào thì Bảo Khánh sẽ chỉ cho mọi người thấy được cái sự mâu thuẫn mà nó không có logic của Sư Minh Tuệ nói. Như mọi người nếu mà 3 năm qua mọi người có theo dõi Sư Minh Tuệ thì mọi người cũng sẽ biết được là Sư Minh Tuệ đã nói gì trên YouTube, trên video. Thì bây giờ Bảo Khánh sẽ nhắc lại. Nó mâu thuẫn, nó không có logic ở chỗ là Sư Minh Tuệ có người đã từng hỏi Sư Minh Tuệ là ngài có đọc chú Đại Bi hay không, ngài có đọc chú Đại Bi hay không, thì Sư Minh Tuệ trả lời thẳng thắn là sư không có đọc chú Đại Bi, bởi vì chú Đại Bi là chú trừ tà mọi người, trừ tà, trừ yêu, trừ quỷ đó. Nếu mà mình đọc chú Đại Bi là mình hại những con quỷ, những con ma đó, cho nên là Sư Minh Tuệ là không có đọc chú Đại Bi. Thì cho vậy thì qua đó thì chúng ta thấy được cái tấm lòng từ bi quảng đại của Sư Minh Tuệ như thế nào đó, đến những cái con yêu con ma ở cái cõi âm như thế mà Sư Minh Tuệ không muốn làm hại nó, thì làm sao mà người phàm, người đang sống như vậy mà Sư Minh Tuệ lại nổi lông nào là nói là đề nghị cơ quan chức năng xử lý nếu mà những ai dùng hình ảnh của ngài khi chưa được sự cho phép của ngài thì hãy xử lý, nhờ cơ quan chức năng xử lý đó. Cho nên là Bảo Thánh thấy là nó cái lá đơn của Sư Minh Tuệ gửi là nó mâu thuẫn với cái gì mà Sư Minh Tuệ đã từng nói ở trên YouTube mọi người ạ. Bảo Thánh đang đi trên con đường
Hà Ra nha mọi người. Bảo Khánh đi đang đi trên đường Hà Ra. Phía bên này là sông Cái Nha Trang mọi người, Sóng Cồn. Bên phải này Bảo Khánh thấy người ta cái dự án này là bên phải mọi người thấy là người ta xây cái dự án như đây nè, cũng đã sắp xong, cũng đã gần hoàn thiện rồi mọi người. Này chắc là người ta xây những khu dân cư sao mọi người. Thì trong video nếu mà Bảo Khánh nói có một cái gì đó nó sai sót, nó không đúng thì xin mọi người không hỷ bỏ qua và hãy comment bình luận ở phía dưới video để mà Bảo Khánh có cơ hội để học hỏi, để mà làm video ngày càng hoàn thiện hơn. Thì cái video này là Bảo Khánh chỉ nói lên cái ý kiến, cái chính kiến cá nhân của mình thôi nha. Thì Bảo Khánh đang nghi ngờ là cái tính xác thực của cái lá đơn được cho là của Sư Minh Tuệ viết tay gửi đến cơ quan chức năng, là không biết đó thật sự là của Sư Minh Tuệ hay không. Đó là một cái dấu chấm hỏi rất là lớn. Thì nếu mà những người nào, nhất là những Phật tử hoặc là những người nào học Phật đó, thì người ta sẽ đánh dấu chấm hỏi là có thật sự là cái bức thư, cái lá đơn của Sư Minh Tuệ viết gửi đến cơ quan chức năng là có thực sự là có hay không. Nếu mà những người nào học Phật thì sẽ đánh cái dấu hỏi mọi người. Như Bảo Khánh này, Bảo Khánh khi mà đọc cái bài báo đó, đọc cái lá đơn của Sư Minh Tuệ gửi đó thì mình đánh cái dấu hỏi trong đầu liền, và có thật sự là cái lá đơn đó của Sư Minh Tuệ viết gửi đến cơ quan chức năng để mà xử lý những ai đem hình ảnh của Sư Minh Tuệ đưa lên mạng xã hội khi chưa được sự đồng ý của Sư Minh Tuệ hay không mọi người. Có một cái mâu thuẫn nó không có logic nữa thì Bảo Khánh sẽ chỉ ra cho mọi người thấy luôn. Đó là trên một cái video ở trên YouTube thì Sư Minh Tuệ cũng đã từng nói là nếu mà ai đó lấy hình ảnh của Sư Minh Tuệ mà lấy hình ảnh của Sư Minh Tuệ mà cảm thấy lợi lạc, cảm thấy vui thì Sư Minh Tuệ cũng cảm thấy hạnh phúc hơn, bởi vì bản thân thấy bản thân mình vẫn có ích cho mọi người. Thánh là nói lên đây để mà mình thấy được, mình so sánh được là những cái lời nói của Sư Minh Tuệ nó khác hơn so với cái lá đơn mà Sư Minh Tuệ gửi đến cơ quan chức năng, mà nó có sự mâu thuẫn và nó không có logic mọi người. Thì đó, thì nãy giờ Bảo Khánh là nói những cái là nó không đúng với những cái gì, những cái lời nói mà Sư Minh Tuệ nói trước đây so với cái lá đơn. Thầy đã chỉ ra cho mọi người thấy nó có thật sự là cái lá đơn của Sư Minh Tuệ có thực sự là viết hay không. Thì mọi người có thể là cho tới bây giờ thì mọi người cũng có thể là hiểu được là thật sự là cái lá đơn của Sư Minh Tuệ có viết hay không. Đó, thì đó, thì là mọi người nếu mà xem video của Khánh chiều tối hôm nay thì sẽ có một cái câu trả lời, sẽ có một cái câu kết. Thì Bảo Khánh, như Bảo Khánh đã nói là Bảo Khánh cũng đang nghi ngờ cái lá thư đó, là không biết là có phải của Sư Minh Tuệ hay không. Mình đang nghi ngờ, mình đặt ra chấm hỏi á, mình đọc cái gì cũng vậy thì mình phải có sự suy luận, mình có sự suy nghĩ, chứ không phải là báo chí họ đăng sao là mình nghĩ như vậy là không được. Mình có sự suy luận nha, con người mình nó có sự có trí tuệ, có suy nghĩ mà, cho mình phải biết cái nào đúng cái nào sai. Bảo Khánh đang đi trên con đường Lê Lợi mọi người. Lê Lợi phía trước là tiến vô đường Phan Bội Châu, nhưng mà Phan Bội Châu mọi người, và bên tay phải của Bảo Khánh là chợ Đầm Nha Trang. Chợ Đầm Nha Trang mọi người, chợ Đầm Nha Trang đó mọi người. Phía bên tay phải là đường Phan Bội Châu nha mọi người. Giờ Bảo Khánh tiếp tục rẽ qua bên trái, qua con đường Phan Bội Châu. Bây giờ là tầm 6 giờ kém 15 mọi người, 6 giờ kém 15 tối. Nếu mà những ai theo dõi những video của Sư Minh Tuệ trước đây á, thì mình so sánh với lại cái bài báo
với cái lá đơn được cho là xin rồi viết tay gửi đến cơ quan chức năng thì mình sẽ có suy nghĩ liền mọi người, sẽ đặt dấu chấm hỏi về tính xác thực của bức thư này có hay không mọi người. Như mọi người biết là hiện tại là Xuân Minh Tuệ đang ở trên Gia Lai, và trong tương lai gần thì Xuân Minh Tuệ sẽ xuống lại Nha Trang, sẽ ở Nha Trang mọi người. Nếu mà Xuân Minh Tuệ xuống Nha Trang thì Xuân Minh Tuệ sẽ ở Đắk Lộc, ở thôn Đắk Lộc, xã Vinh Phương nha mọi người. Chứ sư Minh Tuệ là không có ở ngay núi sạn Vinh Phương nữa, mà ở trong cái thôn Đắk Lộc, xã Vinh Phương. Thì Bảo Khánh cũng biết được một số thông tin là hiện tại là chính quyền họ đang xây cái cốc cho Xuân Tuệ ở mọi người, xây nơi ăn trú ở để mà khi mà Xuân Minh Tuệ về xuống Nha Trang thì sẽ đón Xuân Minh Tuệ vào một cái ổ, vào cái cốc mới, vào cái chỗ ở mới để mà sư Minh Tuệ tu tập mọi người ạ. Đó, trong tương lai gần, trong tương lai gần thôi thì sư Minh Tuệ sẽ trở lại Nha Trang, ở trong cái thôn Đắk Lộc, xã Vinh Phương. Giờ Bảo Khánh quẹo qua bên tay trái, đi thẳng con đường Quang Trung nha mọi người. Đường giờ cao điểm, đường phố rất là đông. Thì video ngày hôm nay là Bảo Khánh nói lên cái quan điểm của mình, nhận định của mình. Thật sự Bảo Khánh đọc thì Bảo Khánh cũng rất là bất ngờ. Sư Minh Tuệ là một bậc chân tu, nó là một thần tăng mọi người ạ. Mà bậc chân tu thì khi mà tu tập thì bỏ tham sân si, bỏ tham sân si và tạo nên phước, tạo ra phước để mà mình sớm được giác ngộ giải thoát mọi người ạ. Giác ngộ giải thoát. Mà nếu mà chúng ta đọc kỹ cái lá đơn á thì cho là xin tài viết thì mình cảm thấy nó mâu thuẫn, nó không có đúng với những gì mà Phật tu sĩ tu theo giáo lý của Đức Phật, nó mâu thuẫn, nó không có logic với những cái gì mà sư Minh Tuệ đã từng nói. Mình cái video chiều tối hôm nay Bảo Khánh làm là mục đích là mình nói lên cái suy nghĩ cá nhân, cái chứng kiến của mình thôi mọi người ạ. Chứ mình cũng không có cái mục đích gì là xấu xa hết. Mình đang tự hỏi là có hay không cái bức thư, cái lá đơn có hay không, cái lá đơn mà xin đã viết gửi cho cơ quan chức năng. Đó thì nãy giờ Bảo Khánh đã có những cái nhìn nhận cá nhân, nhìn nhận chủ quan của mình. Thì chắc hẳn mọi người cũng có câu trả lời là cái lá đơn của Xuân Tuệ viết có thật sự là của Xuân Tuệ hay không, hay là một người nào viết thì mình không biết được. Thì nói chung là Bảo Khánh đã nói đó, nếu mà người Phật tử, những người mà theo những người mà hiểu về giáo lý Đạo Phật là mình sẽ biết được là cái lá thư đó là của Xuân Tuệ hay không mọi người ạ. Bà Khánh đang quẹo qua con đường Nguyễn Trãi của thành phố Nha Trang nha mọi người. Con đường là con đường một chiều mọi người ạ. Thì trong video chiều tối hôm nay Bà Khánh là có một cái suy nghĩ như vậy để gửi đến quý tú anh chị và các bạn. Thì mong rằng mọi người xem video của Bảo Khánh cho Bảo Khánh một like, mà nếu mà quý tú anh chị nào chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn vào cái nút màu đen ở phía dưới video, nhấn vào cái chuông để mà nhận thông báo khi mà Bảo Khánh ra video. Bảo Khánh rất là cảm ơn nha. Thì Bảo Khánh xin kết thúc video đây và hẹn quý tú bác anh chị ở một video tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người.